kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tổng hợp do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Sơn Tây thực hiện. Chương trình hôm nay có chuyên mục hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 18 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Xuân Khanh Mục bạn cần biết. Về 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 nghe về gắn kết, cuộc vui đình nhất phải có bạn hiền. Món ngon ba miền cùng nhau chia sẻ, chọn niềm vui vẻ thêm vị bia ngon. Nâng ly tự hào dâng cao sảng khoái, tinh thần khẳng khái đậm chất Việt Nam. Gắn kết ba miền, khui liền bia Việt. Bia Việt, một sản phẩm của nhà máy bia Heineken Việt Nam. Bia Việt được nấu với những thành phần tự nhiên cùng kỹ thuật lên men lạnh, giúp bia Việt lưu giữ sự tinh túy của hoa bia và đem đến sự sảng khoái bất tận. Bia Việt dâng cao, tự hào chất Việt. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Sơn Tây thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.